Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình có chuẩn bị một loại bánh này cho Beo này các bạn này. Bánh này thì trộn vào sữa ăn rất là ngon. Bây giờ mình sẽ lấy cho Beo nhé. Đây là một gói bánh nhỏ như thế này. Bây giờ mình sẽ đổ vào đĩa này. Cắn bóc vào đây, mẹ bóc ra. Mẹ bóc ra. Đây các bạn. Bánh này rất là ngon. Này, bây giờ mình sẽ cho một ít bánh này vào ly. Trộn với lại ít sữa này. Sữa này mình sẽ ra sẵn, mình sẽ trộn vào đây. Này ăn đi con. Nè con đi mẹ cho này. Con ăn đi nha. Con ăn đi nha. Này uống sữa đây này. Này. Đây. Cái thìa cho mẹ. Này bên này. Cái uống sữa này không? Ui cha. Điều hừ quá. Đổ hết rồi con. Bé uống sữa này. Ăn cái miệng chìm lem á con. À đây nè. Bia ăn ngon nha. Bèo ăn sắp hết rồi các bạn này. Này. Bèo ăn giỏi quá, cái miệng chèm lem luôn.